Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ, gần đây Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam đã ra một quyết định là Sư Thích Trân Quang không được giảng trong 2 năm. Và Sư Thích Trân Quang phải rút đi tất cả các bài giảng của mình ở trên mạng xã hội, cũng như rút hết các sách vở của mình. Sư Thích Trân Quang: dạ, bẩm vâng đó, nhưng mà qua mặt Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam một cách vèo vèo vèo, khinh thường lệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương. Đó là một trong những nguyên do tôi có nói rồi, cấm Sư Thích Trân Quang giảng 2 năm không là gì hết, vì tay này là ma đạo. Nên tôi lên tiếng liên tục, và bây giờ tôi vạch trần mưu đồ của Thích Trân Quang qua mặt lệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó. Có cảm thấy rằng là mình chả là cái quái gì với Thích Trân Quang cả. Mới đây, vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, trong một bài thuyết giảng ở tại chùa Pháp Vân, thành phố Hà Nội, thì Sư Thích Trân Quang nói về Tứ Diệu Đế. Sư Thích Trân Quang có một bài nói chuyện như vậy và rất sai lầm nhé, nhưng vẫn đưa lên trên mạng xã hội, chơi cái chiêu gọi là chiêu ẩn. Chỉ có những người mà Sư Thích Trân Quang cho phép thì có quyền vào xem, còn không có vào xem được nếu mà không có phép. Đây là một chiêu qua mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương rất rõ ràng, qua mặt nha. Trong clip hôm qua tôi có nói về gọi là công thức của Sư Thích Trân Quang, thì có tấm ảnh Sư Thích Trân Quang để là ba công thức đó cộng lại thì là phước báu. Thì có người nói rằng lời nói đó là của ai chứ không phải là của gì đó, vì Sư Thích Trân Quang nói rằng là công thức của ngoại ngữ cách này nọ. Tôi nói rằng là đây là tấm ảnh tôi có được, và tôi thuyết minh trên tấm ảnh đó chứ ai đâu, đó là clip gốc của tôi, nói rõ là như vậy đi. Đó là thước phim gốc của tôi. Nếu mà tôi làm gì sai đó thì tôi cứ mời Thích Trân Quang và cái nhóm đệ tử của Thích Trân Quang kiện tôi đi. Còn tôi khẳng định đó là thước phim gốc của tôi. Không? Nhưng vì cái đám này hay nói rằng là cắt ghép, cho nên hôm nay tôi gửi nguyên luôn ở trên thước phim mà tôi thâu từ từ cái trang nhà của họ đó. Để nguyên luôn, hơi dài chút, nhưng mà vì clip này là để ẩn, chỉ có những người mà được phép mới được vào, nhưng tôi may mắn là có người mở cho tôi vào, cho nên tôi quay cả cái thước phim như vậy gửi đến khán thính giả, cho thấy cách qua mặt của Sư Thích Trân Quang đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì coi thường lắm, không có thể nào mà ra lệnh cho ông được. Ông làm cách này cách nọ để ông vẫn có ảnh hưởng kiểu của ông nha. Vậy thì nếu mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, ban chấp hành, ban trị sự Trung ương á, mà không bứng ông khỏi chùa Phật Quang, trả lại tài sản đó cho bá tánh và bắt ông á, trở thành một người hoằng tục đi thì mới rõ được, chứ còn ông á, vẫn làm những cái chiêu trò đó. Đây là thước phim mà tôi thâu trực tiếp nha, chứ đừng có nói là tôi cắt xén gì nữa nha. Đây là thước phim. Đây là một trong những bài giảng của Sư Thích Trân Quang với tựa đề là Tứ Diệu Đế 19 Đạo Đề Chánh Tư Duy, số ra ngày 10 tháng 5 năm 2024. Nhưng hãy nhớ đây là không công khai. Dầu rằng Giáo hội Phật giáo Trung ương đã ra lệnh là phải rút hết, nhưng vẫn còn và giảng rất sai lầm về vấn đề. Tại sao mình bị chửi lại ám chỉ những người mà ra chiến đấu bảo vệ đất nước thì họ mang cái nghiệp bị chửi? Nhưng phải suy nghĩ cho đúng cái đã.
Ví dụ người ta xúm nhau, người ta chửi mình quá chừng, thì mình tác ý làm sao? Thứ nhất, tại sao mấy người khác không bị chửi, tại sao mình bị chửi? Cũng là nghiệp. Nghiệp gì vậy? Mình tu hành mà mình đâu có tiểu nhân chửi ai đâu, mà sao giờ nó xúm chửi mình? Nó không phải là người ta chửi mình chỉ bởi vì mình đã chửi người ta. Nhân quả nó phức tạp hơn nhiều. Chỉ vì kiếp xưa, trong một lúc bảo vệ đất nước, buộc mình phải chiến đấu. Mà ngày xưa chiến đấu thì chỉ gươm với dao thôi, cung tên thôi. Nào, mình bảo vệ thành công được đất nước của mình bởi vì mình có chính nghĩa, nhưng cũng để lại rất nhiều, nhiều xác. Và mỗi một cái lưỡi gươm vung lên bây giờ là một kẻ thù. Mặc dù lúc đó là họ sai, họ xâm lược mình, họ sai, nhưng một lưỡi gươm vung lên, một mạng người rớt xuống là một kẻ thù để đó. Giờ họ không giết mình được, tại mình giết họ đúng mà. Họ xâm lược rồi, nhưng mình đâu có giết họ sai đâu. Nên kiếp này họ không thể giết mình lại được. Vì ngày xưa trong cái trận chiến đó, mình giết họ đúng, nên bây giờ họ không giết mình lại được. Nhưng cái giận, cái đau đớn của họ và cái mất mát của gia đình họ, vợ con họ, nó có không? Vẫn còn ảnh hưởng chứ không phải không. Và bây giờ ngày hôm nay nó biến thành cái gì? Lời chửi mắng, xúc phạm, đủ thứ, rất là vô lý. Nhưng họ phải chửi để bù lại cái đau khổ họ đã chịu khi họ chết, gia đình họ mất mát, người thân, không tránh được. Nghĩ như vậy rồi lòng mình làm sao? Mình nhẹ lòng lại, cũng chả giận ai. Rồi mình buông, buông bỏ được không? Không. Bởi vì cái lời chửi mắng của họ nó không phải còn cá nhân mình nữa, mà nó ảnh hưởng tới đạo pháp. Nếu mà mình không chặn cái lời chửi lại, cái tà kiến họ đang gieo rắc trong cuộc đời này làm cho họ xuống địa ngục nhiều tầng, và nhiều người hiểu sai cũng đi xuống địa ngục luôn. Buộc làm sao? Lòng ta không giận họ, không trách họ, nhưng phải chặn cái lời nói bậy của họ, để họ đừng gieo cái ác ngữ, cái ác ý vào lòng của nhiều người khác. Vì gieo cái ác ý, cái tà ý vào lòng của nhiều người khác, điều đó tạo cho thành cái nghiệp chồng chất lên nhiều kiếp sau nữa. Nên buộc ta cũng phải lên tiếng để chặn cái sai của họ lại. Chứ không phải nói là tôi không giận, họ cứ chửi đi. Không, họ chửi đi nó gây hại cho cộng đồng, cho xã hội, làm rối loạn cuộc đời này. Buộc ta phải lên tiếng. Nhưng cái lên tiếng nó không còn có tính cách cá nhân, nó không phải là ta hơn ai, thua ai. Vì ta không muốn cho cái điều tà, điều ác nó lan trong tâm hồn của những người khác tiếp tục. Buộc ta phải chặn lại về thôi. Chứ giận thì ta chả giận. Và ta cũng biết cái oan trái họ, ngày hôm nay họ phải làm như vậy. Vì lúc trước họ sân, nhưng ngày nay họ phải làm như vậy. Không còn cách nào khác như vậy. Hãy nhớ, kiếp này là không công khai. Số ra ngày 10 tháng 5 năm 2024. Như vậy, lệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho Thích Trân Quang phải rút tất cả các bài giảng trên mạng, thì ông để cái chiêu gọi là ẩn như vậy cho các thiện nam tín nữ xem qua mặt Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam một cách rất rõ ràng. Thật là buồn cười. Đó là thước phim bài giảng của Sư Thích Trân Quang, tôi đã để nguyên văn. Thì Sư Thích Trân Quang cho rằng đời này mình bị chửi là vì do kiếp trước mình là chiến sĩ ra chiến trường, và thời đó dùng gươm giáo thôi, mình giết giặc. Thì bây giờ đó, những người mà giặc chết, có vợ có con, hoặc là giặc sống lại, thì đời này chửi mình. Điều này nó có nhiều sai lầm lắm. Thứ nhất, tôi xin khẳng định là chửi đừng có mà gán ghét các công trạng của tiền nhân đối với những người sau này. Vì chúng ta đâu biết ai là thực sự là những người đã ra chiến trường. Trong đời người không bị chửi lúc này cũng bị chửi lúc khác, mà mình cho rằng mình là những tiền nhân anh dũng đó. Tầm bậy. Bản thân tôi đây bị chửi biết bao nhiêu là kể, tôi đâu bao giờ dám nghĩ rằng mình là người có công trạng hồi xưa. Đó là phép lác với lịch sử nhé.
Đừng có nghĩ rằng là Thích Trân Quang bây giờ bị chửi bới là trước đây là một gì đó ghê gớm đã từng giết giặc nha. Phép lạc với lịch sử. Bị chửi là do nghiệp là đúng. Nhưng mà mỗi người có một nghiệp. Và vì mỗi người có một nghiệp và có những cái sự xung khắc do tham sân si của mỗi người thì không đồng ý, quan niệm không giống nhau thì chửi. Chửi thì có những lúc chửi bất đồng thì nó tóe sáng ra những vấn đề để mà cải thiện thì cũng là tốt. Nhưng chửi không phải là vì trước đó là mình là một tiền nhân có công với lịch sử nên mới bị chửi. Thật là ẩu tả. Một hàm ý như vậy rất là nhục nhã cho tiền nhân của chúng ta nhé. Điều thứ hai đó, đó là khi ông nói như vậy bị chửi thì sao? Ai mà có công với đất nước, ai mà ra bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước thì nếu mà giết giặc thì trong nay mai kiếp sau cũng sẽ bị chửi, con cháu cũng sẽ bị chửi, thì lấy ai mà dám ra chiến trường để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nên đây là một hàm ý rất là nặng nề tấn công thẳng vào Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Tôi cực lực lên án Thích Trân Quang về vấn đề này. Ít nhất là hai điểm rất là tầm bậy. Tự gán mình cho công trạng giống y như tiền nhân là làm nhục tiền nhân nhé. Và thứ hai á, là làm nhụt đi ý chí của những người cần phải ra chiến trường để bảo vệ đất nước. Nếu mà giết giặc thì nay mai mình sẽ bị chửi. Khiếp khủng chưa? Ông ám chỉ nhiều điều lắm. Trong đó ông ám chỉ ông bị chửi thì ông cũng là người đã có công với đất nước trong kiếp trước. Khiếp chưa? Vì ông từng tự nhận ông là con cháu ruột của Bác Hồ. Và nhiều điều lắm. Nên tôi xin trả lời với Thích Trân Quang. Tôi bị chửi nhiều lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có bất kỳ một công trạng gì đối với đất nước. Tôi cho rằng mình bị chửi là vì nghiệp của mình. Nhiều khi mình đã không suy nghĩ chín chắn. Để rồi mình hành động những việc mâu thuẫn với lợi ích của đất nước như thời kỳ xưa tôi là người chống cộng cực đoan. Hoặc là những tư duy của mình có những cái sự xung khắc như tư duy của tôi đang xung khắc với ông thì tôi xin mở ngoặc và đóng ngoặc sẽ hát ư chư y chư hỏi chửi ông đó. Thì đâu có nghĩa rằng là ông có công trạng gì với đất nước mà ông là cái nghiệp tầm bậy gian dâm với phụ nữ lừa gạt đồng hương đủ thứ hết mượn đạo tạo đời thì ông mở ngoặc đóng ngoặc đáng bị chửi, đáng bị khinh khi, đáng bị chà đạp thôi. Đừng có nói rằng là vì trước đây ông là có công trạng giết giặc, ông như là những vị tiên nhân sáng chói đã giết giặc thì bây giờ ông bị chửi tầm bậy. Ông bị chửi là do cái nghiệp gian ác của ông chứ không phải là do cái nghiệp công trạng lớn với đất nước trước đây. Ngay cả cái bài giảng này của ông đã lộ ra bản chất của ông và cách làm của ông cũng đã lộ ra bản chất lưu manh của ông khinh thường quyết định của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam. Tôi nói rất rõ như vậy. Và tôi cũng đã nói rồi, tôi tiếp chiêu ông và các đệ tử của ông trong những ngày qua chửi bới tôi rất là nhiều. Và tôi đã nhận định những người đó là ai rồi. Thí dụ như, thôi tôi miễn nêu tên đây đã. Cứ tha hồ viết bài chửi tôi đâu quan tâm. Cỡ như đó thì tôi tảng lờ vì không đủ trình nhé. Còn tôi phải công nhận là ông đáng là đối thủ để tôi lên tiếng vì ông lừa gạt thiện nam tín nữ. Ông đang mượn áo đạo để tạo đời. Ông là một ma tăng nguy hiểm cho thiện nam tín nữ và rất nguy hiểm cho đất nước Việt Nam. Ông ru ngủ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ nhé. Ru ngủ tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Như ông từng nói, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Và ngài Lý Thường Kiệt mà ông gọi chống tên thôi, Lý Thường Kiệt hơi hổ với Trung Quốc. Tôi không hiểu ông đang làm một cái chuyện đánh phá vào tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Việt Nam mà ông cho rằng đó là Phật Pháp à? Lạ nhỉ?
Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.